Game tuổi trẻ BB. Tiếp tục sẽ là bài đấu cung đờ kẹp lạc đà kẹp phù thủy. Vâng, binh đoàn phù thủy của game thủ chim sẻ đang ở đằng sau. Vâng, bạn nào mà chơi MU các bạn sẽ biết về cái câu chuyện binh đoàn phù thủy rất nhiều phù. Chúng ta xem chim sẻ có đủ tay để phù cung A không. Số lượng phù thủy còn nhiều hơn số lượng cung A. Trong tình huống này BB đã đập BC, có dân của thủ tiền tàu về nhà Huy để có thể hồi lại. Bốn nhà BP vẫn đang sóc đều. Vâng, tham gia của chim sẻ nở rất khủng khiếp, chỉ có thể nở bằng phù mà thôi. BB đập nhà chủ để ăn thêm những mỏ vàng khác nữa, nhưng BB resize. Vâng, không thể ốp được game thủ chim rẻ, không hổ danh là người đánh phù hay nhất Việt Nam. Tỷ số là 2-0 dành cặp đôi của BB ở trong C đấu thứ 2.